Con nuôi của nghệ sĩ Phi Nhung Hồ Văn Cường chia sẻ bản thân luôn biết ơn những người từng giúp đỡ mình. Thì cảm ơn thì lúc nào em cũng luôn luôn mong muốn là mình sẽ dành cái sự biết ơn cho những người mà đã đang giúp đỡ em. Từ chối những món quà giá trị từ fan vì không muốn nợ ân tình. Em chỉ nhận những cái món quà nó gọi tạm gọi là nó vừa thôi. Còn những món quà quá lớn thì em thường hay từ chối. Cái tình cảm của chú anh chị dành cho em đã là cái sự biết ơn của em rồi. Em nợ ân tình thôi được rồi, em không muốn nợ cô chú anh chị những cái thứ mà gọi là nó quá lớn. Không ngần ngại đáp trả những ý kiến trái chiều về giọng hát. Em nghĩ rằng mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Ở mỗi thời điểm thì em có những cái sự thay đổi khác nhau. Thì đối với em thì em không thể nào mà làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Thì cái thu nhập nó cũng đủ để em có thể quán xuyến những cái hoạt động trong gia đình của mình. Cá xê thì cũng có cao hơn lúc trước một chút. Nhưng mà để mà nói là do là nó cao quá rồi rồi nên nó dư giả để mà mình sinh hoạt khoảng thời gian dài nhưng mà không phải đi show. Thì cái đó, điều đó thì không đúng. Với những cái món quà giá trị như vậy thì em cũng rất là trân quý. Em thì em không có gọi là đặt nặng vấn đề là món quà nó có giá trị hay là không. Em nghĩ là cái việc mà cô chú chị đến ủng hộ em đó cũng đó là một cái điều khích lệ, cũng là món quà rất là lớn em rồi. Đôi lúc em cũng rất là gọi là tiếc tiền dùm. Em chỉ nhận những cái món quà nó gọi tạm gọi là nó vừa thôi. Còn những món quà quá lớn thì em thường hay từ chối. Cái món quà ở ngoài riêng cô chú anh chị yêu thương quá đi rồi gửi cho em những cái món quà nó giá trị rất là cao, thường hay là gửi lại. Cái tình cảm cô chú anh chị dành cho em đã là cái sự biết ơn của em rồi, thì em không có muốn gọi là mang nợ đó. Em nợ ân tình thôi được rồi, em không muốn nợ cô chú anh chị những cái thứ mà gọi là nó quá lớn. Em nghĩ rằng mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Ở mỗi thời điểm thì em có những cái sự thay đổi khác nhau. Thì đối với em thì em không thể nào mà làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Em chỉ cố gắng nhất có thể để mà gọi là tốt nhất cho bản thân em thôi. Có một vài người có suy nghĩ như vậy thì em cũng không có biết như thế nào. Đó là quyền của tất cả mọi người. Còn cái việc của em thì em chỉ tập trung vào việc trao dồi, học hỏi, cải thiện tốt nhất có thể để mà không làm phụ lòng những người mà đã yêu thương mình. Một vài lần cô chú chị có gửi cho em những cái góp sức đó, em cũng có từ chối. Thì em cũng có nhận, nhưng mà em có chia sẻ với cô chú chị rằng là cái việc mà làm MV hay những sản phẩm của em thì em cũng đã, nó nằm trong cái dự định của em rồi. Em cũng đã có dự trù cho mình tốn chi phí riêng rồi. Với những cái số, những món quà mà cô chú chị dành tặng cho em thì em xin phép là giữ ở đó, nhưng mà sẽ sử dụng vào những kế hoạch khác. Ví dụ như là giúp đỡ cho những người mà khó khăn hơn mình. Thật ra thì lúc mà mới bác Sơn ngỏ lời giúp đỡ em đó, thì cũng bác chỉ gọi là bác giới thiệu show cho em thôi. Còn việc nhận show thì em lúc đó em là người đứng ra để mà nhận. Thì cảm ơn thì lúc nào em cũng luôn luôn mong muốn là mình sẽ dành cái sự biết ơn cho những người mà đã đang giúp đỡ em. Thôi thì hôm nay thì em cũng gửi lời cảm ơn đến bác Sơn rất là nhiều, bởi vì là xem như là bác là cái người mà gọi là nâng đỡ em đứng dậy để mà có thể thực hiện cái đam mê của mình. Thật ra thì lúc mà đi học em ít nói chuyện với các bạn nhiều lắm. Ý là không phải là em là ca sĩ nhưng mà em không thích nói chuyện với tất cả mọi người. Nhưng mà gọi là cái thói quen của em rất là ngại bắt chuyện với người khác. Em chỉ thường hay chia sẻ nhiều với lại những cái người mà bạn thân của em. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.